Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Team Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Chuyện Lạ. Chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn và đặc sắc được cập nhật từ khắp nơi trên thế giới. Phát hiện loài sâu ăn được nhựa mở ra triển vọng giải quyết hàng tỷ tấn rác nhựa cho toàn cầu. Việc phát hiện ra loài sâu ăn được nhựa hết sức tình cờ khi một nhà khoa học bỏ chúng vào túi ni lông và nhặt lại những lỗ thủng li ti. Mỗi phút trôi qua, cả thế giới chúng ta sử dụng đến 2 triệu túi nhựa và túi ni lông. Con số này tương đương với việc mỗi năm chúng ta sử dụng đến cả nghìn tỷ tấn rác thải nhựa và một tỷ lệ không nhỏ trong đó đã lọt ra đại dương, gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho đời sống sinh vật biển. Giới khoa học và các nhà chức trách đã đưa ra những giải pháp, trong đó có cả những quy định hạn chế sử dụng túi nhựa, thậm chí là cấm sử dụng ống hút nhựa như tại Anh. Tuy nhiên thì vấn đề này vẫn đang hết sức nan giải, trở thành một vấn đề nổi cộm mà nhân loại cần phải giải quyết ngay và nhanh, càng sớm càng tốt. Mới đây thì các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật có tên là sâu sáp. Đây vốn là một loài sâu sống ký sinh trong các tổ ong. Chúng thường xuyên ăn sáp ong do ong tạo ra. Điều lạ là loài sâu này thường được con người mua về làm mồi cho các loài sinh vật nuôi khác như cá hay thằn lằn. Mãi đến năm 2017, loài sâu này bỗng trở nên đặc biệt khi các nhà khoa học tin rằng chúng chính là đáp án cho giải quyết viễn cảnh trái đất bị tàn phá bởi rác thải nhựa, bởi vì chúng có thể ăn được nhựa theo đúng nghĩa đen. Khả năng này của loài sâu sáp được phát hiện ra hết sức tình cờ. Người đầu tiên phát hiện ra điều này là giáo sư Federica Bertoncini, một người nuôi ong. Và một ngày bà bắt sâu sáp bỏ vào một túi ni lông, thì đợt sau bà phát hiện ra những lỗ nhỏ li ti xuất hiện. Cảm thấy nghi ngờ, Bertoncini cùng hai cộng sự là Paolo Pompelli và ông Chip Topper đã quyết định thực hiện một thí nghiệm quy củ hơn với hơn 100 con sâu. Họ đặt những con sâu vào trong một chiếc túi nhựa rồi theo dõi. Kết quả là những lỗ li ti bắt đầu xuất hiện sau khoảng 40 phút. Và trong vòng 12 giờ kế tiếp thì khối lượng chiếc túi đã giảm đi 92mg. Để xác định xem là liệu loài sâu này có thực sự ăn nhựa hay đơn giản chỉ là phá rách nó, nhóm nghiên cứu quyết định nghiền nát một vài con sâu, sau đó bôi lên chiếc túi. Kết quả là các lỗ thủng vẫn xuất hiện. Bertoncini cho rằng bí mật nằm ở loại enzyme có trong cơ thể của con sâu sáp. Chính thức ăn của loài sâu sáp này là ăn sáp ong. Nó vốn là một dạng nhựa tự nhiên, có thành phần là polymer. Vậy nên, chuyện chúng có thể tiêu hóa được nhựa cũng không có gì là quá khó hiểu. Vậy là chúng ta có chìa khóa để giải quyết rác nhựa. Câu chuyện bây giờ là làm sao để tăng hiệu quả xử lý rác của chúng. Và tìm hiểu xem liệu rằng chúng ta tăng số lượng sâu này lên thì có gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường hay không mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.